du lịch sinh thái Phúc Nham. Thì tới đây thì đoàn mình sẽ đi các điểm chính như là hang Bụt, vườn chim và đảo hoa. Quý thầy mình sẽ du ngoạn lên những chiếc xuồng mà nhỏ nhỏ để chúng ta len lỏi vào những cái sông rạch để chúng ta ngắm những đàn chim. Ở đây đa phần là cò. Thời gian ơi hãy trôi chậm lại để đắm mình trong khoảnh khắc yêu thương. Tháng ngày quá sức khổ nhau cùng đưa ấm nồng trong vòng tay băng hương. Thời gian ơi hãy quay trở lại để ta về miền ký ức xa xưa. Qua bao năm phiêu bạt phong trần, nay trở về thăm lại thuở Hàn Phi. Ôi thời gian vừa cách chiếc bay sẽ lướt qua khoảng trời. Thầy xin hỏi là thầy đi đâu đấy? Dạ đi tham quan vườn chim thầy. Lâu quá không gặp chim bây giờ đi. Đi tìm chim nha. Chim Phúc Nham. Bạn em tính vô đây tổ chức cuộc thi chim đây. Coi chim to. Chim nhỏ. Chim nào bay cao, chim nào bay thấp. Chim nào hót hay, chim nào chưa hót. Có thầy mang mấy con chim đi thi. Dạ mỗi người có mang một con chim. Trong ba thầy thì hy vọng chim thầy nào. em cũng mong muốn lắm, bởi vì em muốn chim của em hát hay. Dạ chào thầy. Dạ. Thì đang tham quan ở đâu thầy? Thì đến Phúc Nham. Dạ. Toàn chim. Dạ. Và xem các thầy thích chim. Dạ. Chim thầy tiên. Nãy đi thì là con chim. Rồi chúc thầy tiên may mắn nghe. Dạ dạ cảm ơn thầy. Cố gắng thầy. Hôm nay ghe số 1 dẫn đầu mấy ạ. Rồi ghe trưởng là ai? Ghe trưởng là quý thân. Quý thân. Để thương đi, thương đi, thương đi. Em ghe phó. Ghe trưởng đi. Ghe phó ha. Em ghe phó. Ghe phó là. Xin giới thiệu mọi người, đây là một cái ghe mà chúng ta đi đầu tiên và người đang ngồi ở đây là thầy Nguyễn Thiên Đế. Bên đây trưởng là chúng ta là thầy Nguyễn Thiên Đế. Xin chào, xin chào các thầy cô. Ngồi kế bên thuyền trưởng. Dạ là gọi là phục vụ tạp vụ. Dạ em là phó thuyền phó. Phó thuyền phó. Trợ lý thuyền phó. Trợ lý thuyền trưởng. Ai có chức vụ hết. Cái anh ngồi sau cuối cùng đấy, anh có bộ riêng hết á. Anh tên gì hả? Tổng quản. Tổng quản phải không? Dạ. Tổng quản ha. Tổng quản. Xin chào mọi người đang trong hành trình đến Phúc Nham để xem chim. Không bằng cái trầm chim ở Đồng Tháp. Đồng Tháp nhiều lắm. Đi trầm chim thì nó dày đặc luôn ấy. Ừ, dày đặc. Ba con lè lè. Ừ. Đây vịt trời này thấy chưa? Đứng một chân. Ở đấy các bạn vịt đứng một chân, đây có cái chuyện con vịt đứng một chân. Nhìn lên nghe, xin chào. Hạt vàng đi mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ. Xin chào. Chưa thấy đồng đội của mình đâu cả, Doan ơi, của anh. Hello. Con Aracola, cái đầu đây. Đừng nói nghe, để tới rồi chim nó bay gần dễ quay hơn.
Xin chào. Ơi, xin chào thầy ạ. À, xin chào. Dạ. À, hôm nay thì đoàn đi tham quan núi núi Hoa và thung Nham. Thì trải qua từ sáng đến giờ thì phải nói là đoàn đã trải nghiệm từ vào hang trong hang động xong rồi đi ra. Hiện nay thì đang đứng ở chỗ thung Nham. Thì đây là một cái thung lũng nhân tạo do con người tạo ra. Họ đã nạo vét bùn đất và sau đó thì họ chặn thành cái đê và lúc này tạo thành một cái hồ trên cái thung này. Thì phải nói là nó tạo ra một cảnh quan hết sức tự nhiên và từ đó là chim chóc là bay về. Lần đầu tiên tới thung Nham này thì phải nói là Ninh Bình nó có quá nhiều những cái danh lam thắng cảnh và cảnh đẹp, nó làm cho con người cảm thấy thư thái hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn. Và tất cả mọi người trong đoàn là mặc dù là rất là mệt mỏi nhưng sau khi đến ghé đến thung Nham thì thấy rằng là cái tinh thần mọi người cũng phấn chấn trở lại. Cũng hy vọng rằng trong cái chuyến đi tới tiếp tục cuộc hành trình mọi người sẽ có những trải nghiệm tiếp theo. Chiều nay trong chương trình sẽ là ghé thăm chùa Bái Đính. Rồi, xin cảm ơn thầy Cương ạ. Vâng, đây là thầy Nguyễn Thiên Tuế, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Vâng. Thầy ơi, cho thầy cho em hỏi là thầy đã ghé thung Nham này lần nào chưa ạ? Lần đầu tiên đến Ninh Bình, đến cái thung Nham rồi Tràng Chim. Vâng. Sau khi đi một tour thì tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Vâng. Cảnh sông nước hữu tình, những cái ngọn núi cây xanh. Vâng. Rồi bên cạnh đó là những cái dòng suối, rồi có chim, có cò. Vâng. Tất cả nói chung là hội tụ thiên nhiên về nơi này. Dạ. Phải nói Ninh Bình có nhiều thắng cảnh rất là đẹp. Dạ. Rất là hấp dẫn. Dạ. Vâng. Cảm ơn thầy và chúc thầy có một chuyến đi thưởng ngoạn thật là thú vị. Và hy vọng rằng là những cái trải nghiệm của thầy cũng như là cái chia sẻ của thầy sẽ được lan tỏa tới mọi người dân tiếp theo, cũng như là cộng đồng thầy cô học sinh sinh viên trong trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo của mình ạ. Xin cảm ơn thầy Cương, vừa là làm nhiệm vụ giảng viên của trường, đồng thời cộng tác viên của VTV. Và tôi hy vọng lần sau thì mời thầy cùng đi để thầy chuyển tải những cái hình ảnh cho mọi người xem, đặc biệt là giảng viên của trường Đại học Công nghiệp xem. Dạ, rồi cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Xin chào.
Dạ xin kính mời quý thầy cô mình đến đây tham quan một cái điểm mới. Đây là một cái địa điểm tâm linh ở trong tổng hợp cái địa điểm của tại địa điểm chùa Bái Đính. Đây là điện Tam Thế. Bước vào cổng điện là mình thấy hai cái trụ lớn ạ, cái hai trụ đá lớn và trên trụ đá nó có khắc là rồng, mà bên là phượng, bên là tất cả là tứ linh. Cô có phải là MC của VTV cử về đây để đúng rồi, dẫn đoàn không? Dạ, xin trân trọng giới thiệu là em không phải là VTV nhưng mà là IOS. Dạ, em là GV ạ. Dạ, đài truyền hình GV. Dạ, thuộc tổng liên đoàn IOS ạ. À. Dạ, đây trên đường này là mình đi đến các bia. Bia này là có rùa. Dạ, về các phúc lộc. Ở đây thì trong bổn phận của gia đình và học đường thì là có chồng, có vợ, có cha, có mẹ, có người con, cả kể cả nhà giáo và học trò, có những bổn phận khác nhau. Ở đây thì là bia cổng rùa, cổng cái bia liên quan tới những các phước lộc cần có. Trong này thì là những lời Phật giảng dạy được ghi trên bia. Tiếp theo đó là năm điều chánh niệm. Trong này thì là có niệm và niệm Phật với 10 đức hiệu, niệm Phật trí tuệ lớn và niệm tăng, niệm giới và niệm thiên. Tiếp theo nữa là bí thứ tư đối với là những đức tính cao quý cũng được ghi trên bia. Và trong này là bia tiếp theo nữa là khi mà đã tới các đức thì những có những cái nghiệp do tâm đạo. Và tiếp theo là những điều Phật dạy về từ bỏ 10 điều ác, những điều hòa hợp, rồi 10 điều về hạnh phúc và những điều về trai giới. Tổng cộng hết tất cả ở đây là một dãy bên này là 14 bia. 14 bia về ơn tổ quốc, về ơn Phật pháp, về ơn cha nghĩa mẹ. Hôm nay thì này có những điều đạo đức và các bia này đều trích ở trong các kinh Phật. Toàn đức sinh thành. Ở đây là có hai dãy thì em theo em suy nghĩ thì bên này chắc 14 bia và bên kia có một cái bia lớn to nhất là nằm ở phía chính diện. Rồi cảm ơn cô Trúc, tiếp tục cô Anh Trung. Bây giờ phát hiện hơi muộn rồi chứ em. Nó có duyên mà giọng nó rất hay. Không, em nói hay đó. Xin chào phóng viên của đài truyền hình VTV. Thì hôm nay phải nói là đoàn chúng tôi đến đây nhưng mà là không có ai thuyết minh cả. Bất ngờ gặp được cái cô MC của đài truyền hình. Nghe nói là cô hướng dẫn chúng tôi là mấy cái bia phải nói là rất hấp dẫn. Không biết là cô học cái ngành du lịch là bao lâu rồi? Dạ xin giới thiệu với đàn mình là em không có học du lịch, em học môi trường. Môi trường hả? Dạ. Môi trường. Cô làm việc ở VTV lâu chưa? Dạ làm việc cho đài truyền hình IOS GV là tổng thể là đến năm bắt đầu năm thứ tư ạ. Năm thứ tư ạ? Dạ. Cô có học cái ngành gì? Môi trường mà sao là cô là biết hướng dẫn du lịch hay vậy? Dạ, trong lúc tìm về thiên nhiên thì có nghĩa là những cái quan sát về thiên nhiên, về môi trường, đặc biệt là các văn hóa và vùng miền thì là em rất là hào hứng cũng như hứng thú. Bên cạnh đó thì trong cái chuyến đi như thế này thì được các anh hướng dẫn viên, đặc biệt là em ở C2 có anh Công kể những câu chuyện về lịch sử. Lúc đó thì nó sẽ trong lúc đó thì thúc đẩy những cái tinh thần về Việt Nam, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu lịch sử của mình, nên là có những cái cảm xúc nhất định trong cái chuyến hành trình này ạ. Sau khi cái clip này đưa lên thì đài truyền hình người ta phát hiện, người ta có thể mời cô về làm cộng tác viên hoặc là biên chế chính thức, thì cô có đi không? Dạ cái này là em cũng rất là tiếc tại vì em đã ký hợp đồng vô thời hạn ở IOS rồi ạ, nên là tạm thời sẽ cơ hội sẽ có rất là nhiều người tài năng hơn em, nên là sẽ nhường những cơ hội đấy cho người khác ạ. Nhưng mà IOS cho cô đi được, cô đi không? Dạ thôi em ở viện môi trường thôi, em không đi đâu hết. Đi sợ xa nhà xa chồng cái gì? Dạ chồng em cũng không có ở viện môi trường đâu, nhưng mà thôi tạm thời sẽ đam mê với cái những cái ngành nghề của mình thôi ạ. Nhà trường sẽ cho cô đi và cấp một cái nhà tại Hà Nội để vợ chồng cô ở nhà. Cảm ơn cô Trúc rất nhiều. Dạ thưa thầy ơi. Rồi bây giờ xin mời phóng viên VTV thuyết minh dùm cho đoàn của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vài nét về chùa Bái Đính. Rồi xin mời.
À, xin có giới thiệu với quý thầy vô cô, mình đến một cái địa bàn ở đây đó là chùa Bái Đính. Chùa Bái Đính đây là một quần thể chùa với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam đã được xác định. Như chùa có tượng Phật bằng đồng giác vàng lớn nhất châu Á, và chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á và tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Đây là những cái kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập. Đây là ngôi chùa lớn nhất và sở hữu nhiều kỷ lục nhất ở Việt Nam. Các hạng mục xây dựng và mở rộng khu chùa được các đại biểu tham dự Đại lễ Phật Đản Thế giới năm 2008 làm lễ khánh thành giai đoạn 1. Và năm 2010, chùa Bái Đính là nơi tổ chức đại lễ cung nghinh xá lợi Phật đầu tiên từ Ấn Độ về Việt Nam. Về đặc điểm kiến trúc thì là các bạn có thể cô có thể tham khảo lên trên Wikipedia. Chậm lại để đắm mình trong khoảnh khắc yêu thương, tháng ngày qua sương khổ nhau cùng được ấm nồng trong vòng tay băng hương. Thời gian ơi hãy quay trở lại để ta về miền ký ức xa xưa, qua bao năm phiêu bạt phong trần nay trở về thăm lại thuở Hàn Vi. Ôi thời gian tựa cánh chim bay sẽ lướt qua khoảng trời sóng bão, dừng lại bên cánh đồng hoa nở, cảm nhận hương thơm vì ấm cuộc đời. Thời gian chim bay sẽ lướt qua khoảng trời sóng bão, dừng lại bên cánh đồng hoa nở, cảm nhận hương thơm vì ấm cuộc đời. Dừng lại bên cánh đồng hoa nở, cảm nhận hương thơm vì ấm cuộc đời. Chúng ta từ khắp mọi miền tổ quốc quê hương.
thiếp nói trang vàng truyền thống cha anh. Với cả trái tim tràn đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vươn cao đôi cánh vượt qua ngàn trùng xa, phong ba bão tố khó khăn chẳng hà, luôn luôn vững bước đến chân trời mới, hiên ngang xanh vai năm châu bao ba, tuổi trẻ hãy tiến lên, tổ quốc đang chờ chúng ta. Thành phố Hồ Chí Minh, chiếc nồi nuôi dưỡng chi tâm đứng tài. Tiếp nối trang vàng truyền thống cha anh, với cả trái tim tràn đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh, vươn cao đôi cánh vượt qua ngàn trùng xa, phong ba bão tố khó khăn chẳng hà. Bước đến chân trời mới, hiên ngang xanh vai năm châu bao ba, tuổi trẻ hãy tiến lên, tổ quốc đang chờ chúng ta.